Kính thưa quý vị ân nhân hội bác ái Francisco, con là nữ tu Teresa Nguyễn Bảo Bích Nga, hiện đang phụ trách chương trình Nhịp Cầu Bé Mồ Côi hội bác ái Francisco. Ngày hôm nay con đến thăm gia đình của em Võ Văn Minh và em Võ Văn Thiện. Hoàn cảnh của em Minh và em Thiện thì chúng con đã được chia sẻ lên hội bác ái Francisco mình rất là nhiều lần, và được cộng đồng mạng mình cũng quan tâm rất là nhiều. Với em Thiện thì hôm nay em đã được ở trên trời, em đã học ở trên trời rồi, chúng con tin vào cái điều đó. Và chúng con nhận được sự đóng góp của quý vị ân nhân thì hôm nay chúng con cũng xin được một lần nữa để công bố ra tất cả những số tiền đóng góp. Tại Hoa Kỳ thì chúng con có nhận được của chị Thúy Trương là 200 đô, bạn chị là chị Tú Hồng 100 đô, và cô Jennifer Nguyễn là 200 đô, tất cả là 500 đô. Còn tại ở Việt Nam thì chúng con có nhận được của các ân nhân chuyển qua số tài khoản của sơ Vũ Thị Ngọc Lan. Chị Nguyễn Vina là 1 triệu, chị Nguyễn Thị Hương 500 ngàn, chị Trâm Nguyễn 500 ngàn, Thái Tân Lộc 2 triệu, ba vị ân nhân giấu tên, mỗi vị cho, hai vị cho 500 ngàn và một vị cho 300 ngàn. Tổng cộng số tiền mà chúng con nhận được cho đến ngày hôm nay là 500 đô và 5 triệu 300 ngàn. Ngoài ra thì Sơ Ngọc Lan cũng trích từ quỹ hội bác ái Francisco, giúp khẩn cấp lúc đó là 3 triệu 500 ngàn cho em Thiện. Vâng, thì hôm nay chúng con cũng đến để thông báo cho quý vị ân nhân biết là tất cả những số tiền đó chúng con đã giao lại cho gia đình của em Minh và em Thiện, cho bố của em đây. Vâng, thì bây giờ bố của mẹ em cũng như là em cũng có đôi lời muốn nói với tất cả quý vị ân nhân, những người không quen biết nhưng mà rất là rộng lòng để giúp đỡ gia đình em trong những lúc gia đình em gặp khó khăn. Vâng, thì xin ba mẹ có thể chia sẻ. Cảm ơn quý vị ân nhân ạ. Trước hết cũng xin cảm ơn các vị ân nhân vì mở lòng thương hoàn cảnh của em. Vì em cũng có hai đứa cháu nhỏ mà bây giờ cũng ly dân trời một đứa. Còn em Minh thì nhờ giúp đỡ của Sơ Hạnh giới thiệu với mấy cô, giới thiệu với quý ân nhân thì gia đình em thật là quá trời mừng rỡ. Số tiền mà các vị ân nhân cho gia đình em á, thì em một phần thì để làm ta mai trai mai tang cho bé Thiện, còn bao nhiêu thì em sẽ mướn một cái miếng đất này để cắt cái nhà để là làm ăn, để lo cho bé Minh đi học tới nơi tới chốn. Thật tình em cũng sẽ rất là thật mang ơn các quý lòng hảo tâm và ân nhân. Minh ơi, cô Thúy Trường cô rất là thương con. Con nhân đây thì con cũng muốn nói lời gì với cô Thúy Trường. Cô đã cho con cái xe đạp cũng như là được rồi, cô đã dự cho con giúp gia đình con 300 đô đó. Rồi con nói với cô đi. Cô rất là thương con. Con cảm ơn Thúy Trường. Cho con giúp con chiếc xe. Con cho con đi học. Con hứa làm sao con hứa đi học làm sao? Em con cảm ơn cô, cảm ơn cô. Con hứa làm sao, con hứa làm sao? Con đi học, con học giỏi. Mai mốt con học giỏi, con đang làm gì mình? Con muốn làm gì? Con làm gì? Rồi mẹ có muốn nói gì với mọi người không? Cảm ơn cô Thúy Trương nhiều là giúp đỡ. Rồi quý vị ân nhân ha. Vâng, cô Thúy Trương ơi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm, giúp đỡ cho gia đình của em. Tất cả quý ân nhân. Là giúp đỡ cho gia đình của em như vậy, cảm ơn nhiều lắm. Cái gì cũng không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn là tất cả hết trơn. Vâng, kính thưa quý vị ân nhân, ngôn bất tận ý làm sao mà có thể nói được hết. Trong những lúc mà khó khăn, trong những lúc mà cùng cực nhất, trong những lúc mà chơi vơi nhất thì chính quý vị đã ra tay để cứu độ cái khổ cũng như là giúp đỡ gia đình của em Thiện, em Minh. Con tin chắc rằng em Minh, em Thiện và đặc biệt là em Thiện sống khôn thác thiêng, em sẽ phù hộ gia độ cho gia đình của quý vị cũng như là tất cả mọi người. Và nguyện xin Thượng Đế cũng trả muôn ơn lành của quý vị đã giúp đỡ cũng như là tin tưởng hội bác ái Francisco để cho chúng con trở nên những cái nhịp cầu nối
mang những cái tình yêu thương của quý vị đến với những người nghèo khó, những người còn đang rất là cùng cực ở Việt Nam cần đến sự giúp đỡ của quý vị. Mọi đóng góp của quý vị đều rất là cao quý. Xin quý vị tin tưởng và quan tâm cũng như là giúp đỡ tất cả các chương trình của chúng con đang thực hiện để giúp cho những người nghèo. Chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ.